Ê, thấy đâu? Gì mày? Em thổi đâu rồi? Không biết nữa. Ủa sao nó kêu tôi ra quay clip gì mà? Nó cũng điện tao ra nữa nè. Ủa gì nó đâu ta? À tao biết nó đi đâu nè. Chắc ngày hôm qua nó ăn hộp gà lộn xong rồi giờ chắc nó đi ải chỉa rồi đó. Mày muốn nó giành giải tao chi? Ủa mày? Vậy? Bữa tao ăn nhiều hơn thoại mà sao tao không bị gì hết à? Tại vì nó dở hơn mày. Ok vô. Không, tại tao mạnh lắm. Tao bụng tao ăn vun voi luôn. Ủa hả? Ừ, ăn mày cũng được nè. Thôi ăn mày cái lộn nữa, để tao điểm cho. Đúng rồi đó. Nãy giờ tao đợi cái tiếng rồi đó nghe. Nghe tao qua tông con chó gớt cái đầu đèn xuống rồi. Ủa anh, sao em đi với điện thoại vậy? Ngày nãy em gặp anh hai với kiểm soát xe nè. Cái anh hai hốt em xuống dưới đây luôn. Anh em thấy xe này sao? Hơi bị chiến luôn à. Trời ghê chưa. Xuống xe gái. Ui mấy chú quay cỏ mà chiến gì mà ơi. Đồ cái thằng nhà quê. Xe này là xe xì bom nội ơi. Chứ đâu phải mấy chiếc quay cổ như mày. Vô ngồi với ai? Xe đẹp không? Ôi trời, sao xe giống xe thảo vậy? Kìa. Kỳ vậy mày. Ủa sao bây giờ? Xe mày nhái xe tao không nổi ơi. Xe tao 1980 đó, xe mày số nhiêu? Xe mày tao 1900 rồi đó. Xe mày 1900 rồi, 90 thôi, tao 60 mà. Vậy mày thua rồi, kêu bằng anh đi. Ờ, xe có thuận tiện không ạ? Tại xe tao chạy mấy chục năm rồi nó mới tạng thôi. Còn không là xe tao ăn đứt xe mày luôn á. Nhét xe mày vô bụng tao luôn á. Đúng là cái thằng không biết gì về xe. Thôi không cãi với nó nữa. Mấy anh em mình đi quay clip đi. Đi. Xe mày ngu biết chưa? Ngu cái bà nội mày. Mà anh ngu thiệt. Ai út thì mà. Đồ. Hello, chào bạn. Chào bạn. Chào bạn đến với kênh Anh Thời Đại TV nha các bạn. Hiện tại thì mình có rủ được bạn nữ quay clip chung với mấy anh em mình nha. Đây. Em tên là Lê Khái. Biệt danh là gì? Chị Bảy. Cái gì cười á? Chợ này có ái gì mà quay vậy? Quay đáp anh đi. Ừ. Đáp anh đi. Đáp anh đi. Đáp anh đi. Nhưng mà tay con gái mà rủ đi đáp anh. À đi bắt cá đi. Đi đáp anh. Hai mày khủng quá. Con gái người ta mà kêu đánh banh, bắt cá. Theo tao là đi hồ bơi. Thôi sẵn có bạn nữ đây, mấy anh em mình kiếm gì quay cho nhẹ nhàng đi. Theo em là hay là bây giờ mấy anh em mình quay nhảy dây đi. Bắn chim đi. Không, em thấy quay nhảy dây được á, đừng nghe lời thằng này nữa. Bắn chim gì hoài với mày ơi. Bắn đây, đúng rồi. Thôi, sẵn hỏi ái nè, thử coi ái muốn quay cái gì cho bạn xem. Ái muốn quay gì hả? Nhảy dây đi thầy. Đó, thấy chưa? Mà thích bắn chim. Muốn bắn này hơn. Đúng rồi. Hồ bơi đi. Thôi nhảy dây đi, theo em là nhảy dây hợp lý á. Rồi nào. Nhảy dây đi thầy. Thôi nếu bạn muốn biết mấy anh em mình làm gì clip gì chung với ái thì mời các bạn theo chân mấy anh em mình để biết rõ hơn nha các bạn. Bây giờ let's go. Giờ mấy anh em mình sẽ thắt thùng để nhảy dây nha các bạn. Ok. Nè em qua anh lấy nha. Người lấy một chùm đi. Thắt sao thầy? Ừ. Không biết thắt không hả? Không. Chị nó thắt kìa mấy đứa. Ủa chị nó thắt thùng kìa, nó không biết kìa. Thắt chùm 3 nha anh em, đừng thắt chùm 4 nha. 3 cộng phải không? Người nói gì phải không? Đúng rồi. Hả à, chị anh thắt kiểu đừng kiểu đó hả? Nè giờ anh nhìn nha, anh lấy 3 cộng này đi. Cộng nè. Rồi nhìn nha. Lấy hái này chắp ở đây rồi. Ba cầm đi lấy 2 ngón giò ra. Rồi. 2 ngón luôn, 2 bên luôn. Rồi. Chỉnh lên. Đúng rồi. Chỉnh vô. Đúng rồi. Cầm lên. Cầm hái này nè, cầm 2 cầm. Bỏ cái chùm này ra, đúng rồi. Để em chồng lên trước rồi. Để cái này lên. Đuổi vậy? Rồi, lấy lần 3 cộng. 3 cộng. Lên ngón cái đâu? Mẹ. Lấy ngón nào mà móc vô đây được á. Ừ. Đúng rồi, lẫn xuống dưới này. Móc lần. Ừ, lẫn hai bên luôn, lẫn cho đều hai bên. Rồi, bỏ cái trên dây chính ra, lấy dây chính ra. Đúng rồi, nó thắt tiếp thắt hoài vậy luôn. Đuổi vậy? Trời dạ, dạ. Là lấy hai cái tay này nè. À, móc chưa? Lên. Nó. Wow. Sao nhanh vậy? Móc lên cái gì? Một nè. Hai nè, ba nè. Nó chạy video cho thằng lé thằng dây thì tao lại luôn à. Nó mò tới sáng luôn nào nhầm nó.
Nè. Hay chưa? Hay chưa? Hơi gớm đó. Thắt dữ, thắt dữ lắm á. Thắt dữ lắm mà. Giờ tao mệt lắm rồi. Giờ mà tao, giờ mà tao thấy nhỏ nào mà chạy ngoài đường là tao ngoắt nó vô hết. Mày ngoắt vô chị? Thắt hơn của tao. À. Tưởng cái gì? Rồi mấy đứa thắt dây xong chưa? Dạ rồi. Giờ được chơi sao? Chơi hả? Giờ mình trước mắt là mình chơi bay cao trước đi thầy. Bay cao trước ha. Dạ, nhưng mà bay cao phải chia đội nha thầy. Chia đội hả? Chia đội hả? Vô, tao sợ cái vậy. Mình ta cái con. Mình ta cái con. Giờ đội 3, đội 2, chơi không? Rồi, rồi. Bắt 2 1 Ok luôn. Rồi giờ tù xì đi ha. Hai tao chơi hang bay luôn. Không, giờ chơi nhiều gà ít bị đi cho nó công bằng. Ok. Rồi, qua đây. Nhiều gà ít bị. Ít gà nhiều bị. Rồi, hai bay bộ, hai tao bộ. Rồi, hai bay bộ. Rồi, về hát anh ba tỷ thi với nó. Rồi, ai tù xì bắt cái đi. Vô. Nhanh coi. Vô. Hai tụi bay làm gì mà quăng hoài. Ba. Ủa gà chung hả? Hai tụi bay tù xỉ gì hả? Cái này là... cái này mày thua rồi, cái này là niềm tin chiến thắng ngọn lửa đối với kéo luôn đó. Anh ba không được né gà nữa, em cho anh ba quăng. Để tao lại lại. Rồi vô nghe ba. Quá đàng hoàng nha, nhanh nè. Ba. Okay. Một, hai, ba. Con ai về đây? Hay chưa? Đã gần tuổi. Ngọn lửa, niềm tin chiến thắng. Rồi. Anh em. Anh eo nha, đừng nói nữa. Đừng làm anh hãng buồn. Rồi bây giờ hai đứa chạy như vậy rồi của chưa đúng rồi tôi xì lại một cái nữa nãy tôi xì bất ái mà ờ rồi lại với nào bây giờ là tôi xì người nào chăng phải không trả đi để em tù cho đi ra để tao đi ra mày giỡn quá mày thua tao mày về hải phòng rồi hai ba hai ba Chấp mình bay rồi. Để tao ra ngọn lửa thắng rồi. Rồi, giờ đội mình mình gồm Thanh Niên Thuận và Ái nha các bạn. Còn đội bên kia gồm Trọng và Thanh Niên Thản. Đúng rồi. Giờ team mình sẽ chăng cho hai anh niên này nhảy nha các bạn. Ok, anh bao qua bên kia. Rồi, vô đi. Ta dùng pháp luật thái bay không qua mùng 1. Đây là mấy anh em mình chăng dưới gối trước phải không? Ok, ông thầy. Rồi, vòng đầu tiên là tự gối trước nha. Rồi, ai trước? Nhảy đi bay. Trời ơi. Đâu sao bắt đứa trai dữ vậy? Rồi. Hạng trước đi. Thôi đi. Rồi. Động vấn cái. Sao làm lố dữ vậy? Thôi đi làm nào. Mà tặng các anh có ok. Mà là không có gì hết. Đúng rồi. Mà không có gì hết luôn. Động ha. Rồi chuẩn bị. Ủa nhiên bị tao biến tới anh em ơi. Thu rồi vô. Rồi nào đây cho biết cái nào lại lỗ. Tụi bay nhảy không có qua cái này đâu. Sao sỉ nhục em dữ tội. Ai họ em nói chung là mấy này không có trình chăng okay. Với em. Ai chăng cho nó. Rồi vòng tiếp theo nha. Okay. Vòng này vòng ngay chỗ lưng quần. Ủa hả? Lưng quần đâu mà tới đó dữ vậy. Có quyền, có quyền. Đúng rồi. Cái này nói chung là không có nhầm nhò gì hết á. Anh em kêu á. Anh ba, lôi cái quần lên. Tới đây. Tới đây. Áo như cái quần. Kệ đi. Kéo một bên thôi, còn bên kia để dưới bị đó. Kéo, để xuống này. Dạ. Kéo như vậy. Nè cái lưng quần ở đây, cái lưng quần ở đây nè. Đây, anh ba chơi đồng hoàng, thôi quần anh ba đó. Hai ba về mà lấy cu quả đi. Rồi kéo xuống đàng hoàng đi. Rồi. Anh nghe không? Rồi đàng hoàng. Rồi đàng hoàng. Tiếp theo. Nè nói nè. Thắng cho cái thằng nam sĩ. Ok. Ok. Ok, anh ba chơi ăn vàng là bún. Rồi nhanh đi. Ok, vô đi. Tụi bay làm gì lâu quá à. Rồi nhảy đây. Cái mình nghe mình ta biến vậy dữ lắm. Rồi. Rồi vô, lần tiếp theo. Ngay lưng quần. 2, 3 Tiếp theo. Tới cô hạng, tới cô khán đồng. Anh này ở đó đẻ thiếu tác mày ơi. Giờ bây giờ mấy anh em mình sẽ nâng thêm một bậc nữa là lên tới nách nha các bạn. Tới nách được đụng nha các bạn. Ok, nách này thì được đụng nha. Ok. Giờ tới đầu không ta? Đúng rồi, tới cái cổ à. Thôi ơi, thằng kìa. Đi đâu đây nữa mày? Chơi luôn hả? Đường này đi chơi với mày nè.
được. Xe vô nhanh đi. Em chấp thằng Thành bộ bên nó luôn, tại vì bên em có ba đứa mà đúng không? Ok. Rồi vô nhanh nè. Vô luôn. Tụi bay làm gì chậm vậy hả? Nhảy dây nè, nhảy không? Không biết nhảy. Thắng cho năm sĩ. Thôi nhiều. Đâu gà. Có lại. Thì có là. Đâu gà. Hẹn tới chợ. Đúng rồi. Em bị tai biến mà thầy bắt nhảy dây nữa nè. Bắt thằng bò bò bển đi. Anh bò bển luôn. Rồi thằng bò bển. Ba nữa. Dạ tụi xì luôn, tụi xì bắt gì hết á. Tao bao rồi. Rồi vô nè, hai rồi, cầm vô luôn. Rồi ok. Rồi cháu đi. Cái gì? Cháu cháu đi. Cháu rồi nó nhảy hai bên luôn á. Ê, tao mày. Tao cho tao bắt tử nữa đi. Không. Tụi bay nhảy xiết đi, tụi bay quằn quại tới lượt tụi tao nhảy. Rồi vô, giờ hành hành nhảy bên đợi em luôn ha. Quậy. Cái gì? Em qua rồi. Ấy là anh nhảy rồi thầy. Chết. Rồi nhảy ra. Chết rồi. Cho em ra sân luôn giờ. Dễ quá. Tin không? Rồi nhảy lại nè, vô. Rồi vô. Nên lụng dây thầy. Ok. Đạp cái dây bung lên rồi. Nó đạp cái dây xuống đất rồi. Chết rồi. Bị đây sức khỏi chết đất rồi. Đó cho bay kìa. Để thằng tê biến này cân hai. Rồi vô đi. Trời ơi, tôi nhảy tê biến này á. Rồi cho thằng nhảy luôn là thành cương hãng luôn. Cái gì? Bên đây hả? Mày bên trong á. Cương nhảy nè, nhảy hai cái. Vậy đó. Ừ. Hai cái, một cái nè. Hai cái, một cái hãng hả? Rồi, tới lượt của hành nhái nha các bạn. Rồi, thằng này là màu nữa còn nắng đâu qua được. Thôi vậy giờ thầy có ý kiến này đi. Giờ đừng mình đứng chơi nữa, mình nhảy kiểu lọt lòng. Kiểu lọt lòng đi. Lọt lòng là chơi sao nữa? Đây. Nè. Ấy đi để em ai chơi. Hướng dẫn bây giờ chơi xây cùng vòng đi. Bây giờ chơi xây cùng vòng đi. Cái gì? Hay là bây giờ mình chơi vòng xây vòng tròn đi. Giờ nhiều gái. Giờ nhiều gái bị đứa hai đứa nào ra cuối hai đứa đó chăng cho tụi em nhảy. Ok. Rồi. Chơi không? Rồi, chơi đó luôn. Rồi vô nha. Có hình nhái đây luôn. Thằng có hình nhái đây. Với ái nè. Đúng rồi. Vô. Rồi vô. Mình chơi không mày? Mình chơi máy luôn. Trong hồ phải không? Nhiều gái bị đi. Ừ đúng rồi, mình chơi máy trong hồ. Đâu? Cầu nhầm xây tròn. Thì máy trong hồ á. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ nhiều gái bị để coi ai là người chăng cái cọng dây này để cho mấy anh em mình nhảy nha các bạn. Ok. Rồi vô. Nhiều gà ít bị. Ít gà nhiều bị. Ít gà, ít gà nhiều bị. Bá đều mà. Bái đều, đều ba ba đều. Rồi. Nhiều gà ít bị. Đứng im. Rồi. Đây này bị luôn. Nhiều gáp bị mà. Thấy gì chưa? Chăng đi. Rồi. Quên nó trời. Hành nhái với hãng đồng cầm dây đi. Rồi. Xây nhanh đi. Rồi hành nhái với hãng đồng chăng ha. Ok. Rồi bốn đứa. Dạ nhảy trước hay sao? Em nhảy trước cho. Em nhảy trước vô, không? Vô, ok. Rồi. Rồi. Đi chạy quá cố quay quá à. Quá quá. Ai vô, ai vô. Ai vô, ai vô. Chị lên tôi hả? Cái đó là em nhảy gai mà. Đâu có đụng em được. Có dướng dây không? Không, không có dướng. Có dướng mà. Mày ngu dữ ra trời. Dướng rồi em nữ ăn gian. Vậy chứ nhỏ em ngu. Thôi dướng cái đánh đó. Thôi dướng cái đánh đó. Sợ em không có sao đó. Ok em chăng đó rồi. Ai vô? Đấy ba đứa đó vô. Hai đứa này chạy mà. Em bị em vô chăng. Em bị vô chăng. Đừng có nói nhiều. Ủa kệ chạy. Ủa. Rồi cho chấp luôn. Rồi vô nè. Cầm tiếp theo đây. Vô. Thằng Thành. Thằng Thành. Thằng Thành gà chứ trời. Quá lại trọng đi. Vô chết rồi. Thì tao hết. Mấy này chết hết rồi. Gà quá à. Để mình em giết mấy này luôn. Em không gà nhảy luôn hả? Cảm ơn em nhảy bờ gồ quá rồi. Rồi. Đây đây. Rồi tiếp theo đi. Cho con ái vô trước nha bạn. Thôi chừng chút thầy. Rồi vô đi. Vô đi ai vô chưa cho. Rồi chắc đúng không? Ok. Thôi vậy trọng yếu ơi. Vậy thì nào mệt vậy nha. Vô đi. Gì vậy? Vô đi. Để đi. Vô đi. Vô vô tiếp theo vô. Người tiếp theo. Em vô mà nó cứ đánh tay nó nghĩ gì vậy lên hoài luôn. Nhỏ nó là thiệt chứ. Không, cái đây chơi lại không có thua nha. Chứ không thì bắt nó xây. Không,
ủa mắc gì vậy? Nãy có đụng gì đâu. Nhưng mà em mượn em chạy vô chứ. Em vừa nãy cái tay vô cái nó nghĩ ra vậy nè. Chạy vô nãy kia em vô trước bỗng châm vô kìa. Thôi tao chăng luôn. Chứ sao nữa mà không chịu. Thiệt chứ gái giờ bữa không chơi vậy đó nha. Nói chung là mấy anh em mình chơi từ hồi trưa tới giờ cũng mệt dữ lắm mà các bạn ơi. Dạ, cũng tối lắm rồi đó. Đúng rồi, sẵn có Thành Nhái nè với lại là Ái á các bạn. Thì chắc mấy anh em mình kết thúc video tại đây luôn nha. Xíu anh em mình đi uống trà sữa nha anh em. Ok không? Hỏi bao? Ok luôn. Hai tao bao? Tao bao. Tao bao luôn. Ok luôn. Nếu các bạn thấy clip trò chơi của mấy anh em mình hay thì nhớ cho mấy anh em mình xin một like nè. Một đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy anh em mình nha các bạn. Và các bạn nhớ chia sẻ thật mạnh để mấy anh em mình có thể là ra nhiều clip hay hơn cho các bạn xem nha. Và giờ mấy anh em mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye.